Có lẽ chúng ta đã từng nghe đến vùng tam giác tử thần trên khuôn mặt. Vậy thì trong clip này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vùng tam giác tử thần trên khuôn mặt là gì và tại sao lại có tên gọi là như vậy. Đầu tiên, để xác định được vùng tam giác tử thần trên khuôn mặt của chúng ta lấy đầu ngón trỏ của hai tay đặt lên gốc mũi. Ngón cái của hai tay tạo thành đường thẳng đi qua mép dưới của môi trên. Thì đây chính là vùng tam giác tử thần trên khuôn mặt của chúng ta. Về mặt giải phẫu thì khu vực tam giác tử thần này chứa nhiều hệ thống tĩnh mạch và các dây thần kinh sọ. Nếu mà chúng ta bị viêm nhiễm vùng này thì có thể gây ảnh hưởng đến não bộ, gây mất thị lực hoặc thậm chí là dẫn đến tử vong. Đối với nhiều người, đây lại chính là khu vực mà xuất hiện mụn nhiều nhất. Và khi mụn xuất hiện ở khu vực này khiến cho chúng ta khó chịu thì chúng ta lại muốn lấy tay để nặn mụn ở khu vực này. Tuy nhiên, cái việc này có thể khiến cho tình trạng mụn của chúng ta bị viêm nhiễm, mà mặc dù hiếm thì tình trạng nhiễm trùng sâu ở khu vực này vẫn có thể xảy ra và dẫn đến những cái hậu quả mà bác sĩ vừa nêu ở trên. Thực ra nghe đến cái tên tam giác tử thần thì có vẻ hơi cực đoan một chút. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên xem nhẹ điều này, và việc chúng ta có một cái cách chăm sóc da cũng như là điều trị mụn đúng cách là hết sức cần thiết. Và để đảm bảo an toàn thì chúng ta chỉ cần nhớ đến một nguyên tắc duy nhất mà thôi, đó là chúng ta không nên tự ý nặn mụn hay là chúng ta tạo ra những cái vết thương hở ở trên da, đặc biệt là ở vùng tam giác tử thần ở trên da, vì cái động tác này có thể khiến cho da của chúng ta bị nhiễm trùng và có thể dẫn đến những cái tình trạng nhiễm trùng nặng hơn như là nhiễm trùng não hoặc thậm chí là dẫn đến tử vong. Và khi mà chúng ta gặp phải những cái tình trạng mụn viêm này thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến những cơ sở uy tín để chúng ta có những phác đồ điều trị chuẩn y khoa để xử lý thật tốt những tình trạng mụn viêm này, tránh để lại những cái hậu quả nghiêm trọng về sau các bạn nhé. Linh Anh, viện thẩm mỹ quốc tế.